Thanh mến chào các bạn nha. Như lúc trước mà Thanh nói, mình với chó lùng đồ bảo phát hiện ngay ổ chim sếp ở đây. Nay anh em mình lại tiếp tục khai thác nha các bạn. Lâu lâu mới gặp một trận. Thì như bạn biết vùng mũi Cà Mau mình chiếu là biển rồi với rừng ngập mặn rất không nè. Thì đa số thì ba trong rừng thì ba khía, chim sếp, một móng tay, cua rồi cũng nhiều loại lắm anh, số thì sống trong đất là nhiều. Giờ anh em mình đang chuẩn bãi tiếp này, đang gồng chắc đang gồng á, chứ mình nhìn thêm đất rồi bờ kinh rồi thấy số 8 là thuộc mà đâu ăn rồi không hang này mình thấy cũng hơi bự. Tay mình chỉ có bắt học chung chút cũng dễ đụng thôi, đụng nó là mình lôi cái. Đây cũng có anh. Một phút nha bạn ơi, số 8 không? Ngóc về rồi đó. Này mình móc tay thì lâu lắm mà, cái giá đào thì hay mau. Tại nó ăn cũng khoảng 3 tắc. Hai bao tắc tùy theo cánh tay mình. Cột cột quá. Đừng nói bể nha, bể con ngon. Cua lên. Cũng đỡ. Tiếp tục vào trong thôi. Đây mình xuống kinh vô tỉnh thấy hào ha. Hào tí nữa ăn cũng ngon. Để luôn hai con đó, hai con bự. À. Gì vậy, thấy cũng đồ ăn ha. Dưới đó đâu, lụm lên. Rồi ạ. Đó, nước ruột này đâu, sữa không các bạn. Hào này nướng trong gừng ăn cái tới luôn. Thôi không chịu luôn. Dài đây cũng nhiều hào nữa. Ngoài khu vực rồi. Cầm cái chỗ con cầm cầm bắt cái này cái chỗ. Làm nguyên về đúng không? Bỏ vô đi. Mình đi vào xích trong ha. Cũng được. Khu vực này hào hơi nhiều rồi. Khai thác luôn. Nước còn hơi lớn, giờ mình này giờ sẵn tiện kiếm ít hào trước không mà. Kiếm ít hào nướng làm trước, giờ nước rồng. Ú lạ trời. Lúc dạ. Bà Thủy Lộc ơi. Quay con hào kìa. Gặp thứ thiệt các bạn ơi. Nè. Hào này giờ cũng dữ à. Nè. Còn cậu. Ú là trời chú ủ con hào. Nè. Đây quay. Này gặp hào mẹ ơi. Mẹ ta hay được cái bể vỏ uổng. Đó. Chọc bá này nha. Ém này hả? Đây. Quả luôn hào. Chị cái khác. Giờ mình đào tiếp. Trời nước mình có hiện hết ít chết thì mình đào từ từ. Đào lên coi. Được. Dì lị. Đây có là bự bự không mà. Cảm ơn. Nè nè. Cái này cũng nè. Có bà khía, đào bà khía luôn. À, kiếm con hai con chơi luôn. Khai thác để mà. Cái này kiếm mà. Đất này chắc ít nè. Nghe điểm. Ít cái hàng ba khía nè. Dươi. Đang đi dạy lại nè. Đang đi dạy lại.
Hả? Ông là ai nào, ông đi đâu vậy? Đây tao coi đi kiếm hàng bạc khí á. Đi tới đây, xuống đây nè. Đây cũng đây mấy hàng gửi quăng đây gửi quăng lên đâu rồi đó này, ổ kiến vàng đó thì kiến vàng dữ lắm, cây gì là kiến vàng dữ lắm, có hầm chi la vậy. Ai lên chưa? Lên cái này. À, con mà la ăn cái này nha. Nè, thấy đẩy đào sâu xuống xíu gặp cái này hang cạn chứ không nằm nằm không sâu đâu. Lấy kỹ kỹ cho nó bể. Đây nè. Đâu rồi bỏ trăng? Xíu. Là im dối. Chế gì? Không có chế đầu bà khía luôn. Thì mình với anh em mình xài chiến thuật trăm ngày trăm đêm trong rừng á thôi. Lúc chơi là bây giờ khai thác đồ rừng không à. Là bắt hào không còn đập nữa. Bẻ cây không à. Đi theo nhánh này thì dễ bẻ lắm. Đâu? Đây nè. Ở đây. Có dính không? Trắng mở dài dữ trời lắm. Ờ thì móng tay. Lột mẹ rồi. Ôi ôi. Giờ anh em nhìn lên căn cứ ở trong ngày trong đêm anh em mình hả bà. Ôi. Đâu. Đưa chìa khóa cho mấy chân trộn, trộn bởi lấy quẹt đi. Quá, quá, quá to, quá to. Hai hàm là dữ luôn rồi. Đó. Ôi. Lấy xuống. Đi. Lấy kia lên luôn. Nghe gì? Nghe gì? Này là thiên nhiên ngoài chăm chăm hả bạn, chứ không có giống biết chuyện chỉ bò vậy thôi. Đầu này khai thác được nhiều. Ừ gì đúng vậy mày, con bự má chồng nó nằm ở trong cây. Ê, hào gớt đâu rồi kìa. Mò bò vô quá trời ruột. Gần bên cứ điểm của mình là có thằng bạch kia này, giải quyết nó luôn. À, đây là bãi tập kết em mình đó bạn. Này cũng nên mình cũng mới lặn lội qua thôi. À. Ở đó kiếm gì? Ờ, dán coi. Cua ai bắt được mấy ăn? Cũng được, im đó bình thường. Cảnh im dịu hả mà. Này cũng nằm hơi phút xa ngoài một tí. Đây căn cứ mới của mình này. Thấy nó thoáng. Nói gì ơi? Anh ba hả? Bự không? Bự không? Chỉ này bự dữ rồi. Đêm nay em lấy gắn gắn quá.
Cố gần ba là chất lượng thêm nữa nè. Bãi à. Chơi nha. Anh em đi gom ít củ khô để chuẩn bị chiến hả bà ơi. Này một mấy lá dầm nè, căn cứ mà. Cái giác này cũng giờ cái giác mới ra ha bà. Cái dịp nào lớn lớn rồi mình làm ít ngàn năm rượu. Dùng mình thì gần bặn mà. Cứ cây củi rồi đảo sơ một cái một thì trong rừng này thì khỏi nói. Đây, đây bao chân phụ trách lửa ha bà. Hello. Này đồ nhúm mồi thì đây mình cũng được mới lá qua lá căn trò cũ. Nên giờ mình gom xuống này để nhúm từ từ. Cũng bộn này nhúm biết là hết này cũng mệt lắm ạ. Cũng được 100 ngày ạ. Này lửa chuẩn bị lên nữa bạn ơi. Rồi mình coi hình nãy giờ nên mà làm được nhiêu nha. Đây bạn thấy lại. Thấy lại. Đó đó đó. Bà đây đây đây. Bậy ê bậy bậy bậy. Dính 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 đây. Cầm chụp lấy. Rồi. Yeah, khu thùng. Lèn. Này nước vô lắm. Nào bắt lên giờ kia đây hai nàng hào này thấy mà hay sao à bàn tay mình nè này gần bằng bàn tay mình này nha có giữ nè này toàn rửa dày nữa mà lấy miếng nước ngàn rửa cho nó sạch đẹp lại tí. Sáng rồi nha. Chép nhóc. Nãy anh em nhóm lửa cũng cho lụng làm thêm ít đầu. Chấm chép nhóc luôn sụp. Khí em chép nữa hả? Ừ, chấm chép nhóc luôn. Chửi sơ đi. Hết luôn cái gì? Dạ có lửa rồi bạn ơi, chuẩn bị chiếu ơi. Bỏ lên đi. Đây mình mới dặm chén ớt mà. Gió thổi qua đây không vậy? Hướng nó đẹp. Bây giờ đi. Nước chép luôn hả? Nước ha. Nước chép luôn hả? Ừ. Con này xịn thế được. Thì nó dính có dính vậy vậy dạ. Khối khối. Cho bỏ nhiều nhiều cho mà gấp con một mình nó ăn vậy. Tớ con này con xịn. Ừ, nguyên cục luôn nè. Dừa cốc dừa này thì khỏi chê hết rồi. Để anh ba anh lên luôn đi. Để anh ba anh luôn. Kẹp kiết gì. Chuẩn bị chiến nha các bạn ơi. Dạ khó dữ ạ. Cái chỗ này tình được không ạ? Cái này ngồi được cũng đông lắm nha. Căn cứ mới của nhóm mình. Có công và hưởng trước. Ngon cái bẹt à. Ngon lành vậy. Có ăn đỡ vậy thôi. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Có ăn đỡ. Thôi. Tính nữa bạn ơi, mời bạn dùng nha. Đủ quyền thoại gì vậy? Nè. Rồi. Đã. Sướng không? Rồi. Quay ngược lại luôn. Mấy thịt này thì nó chấm chép mình thích nhiều. Nó không dựng nhiều với con giọt nó cũng đỡ nhưng mà con nghiêu thì nó teo thịt nhỏ lắm. Này là nó thịt nhiều luôn. Mày cục vàng cục hờn không bỏ được. Nó vừa gì luôn bự luôn nè chấm mời nha mời bạn nha quá mời bạn để nó từ ngọt hơn gì mình trả được gì khác bà khí gạch nữa khí nào là khí này phải bà khí gạch nữa mà cái gạch chắc luôn ngày mùa này chính này nè có chăng ngồi đi nóng quá trang chỗ kiến vàng luôn nhảy rồi kìa đục đóng rồi nó bò lên tới rồi kìa cho nó từ cũng bò như bò đi nhưng mà đứa hành tinh ơi đó mình bị bể nhưng mà hay đấy này khô luôn rồi nó hay teo rồi nè
ngon quá. Nhảy nữa hả? Ngon hả? Mấy hào chín nhân dữ nè. Quyền cục này không chở gì cho. Chín hở rồi đó. Hào đừng có chở lại, để vậy luôn đi. Nó chút nó ạt nắp luôn. Ừ. Chở mới kiếm kìa. Ốc len, ốc dừa. Nè. Tiếp. Nè, ốc dừa chín. Ờ mất len chín rồi đó. Vô mấy nắp này mình ăn như sao? Ai biết. Đập kìa, nó cây đập kìa. Ấy kiếm cái cây gì nhỏ nhỏ á. Đúng không? Hút len vỏ dày kìa. Gì đó vàng hở rồi. Gì mình bung ra xem nha. Này nghĩ sẽ gạch. Gạch nó bung mù lên luôn. Đúng không ạ? Đó. Này gạch son luôn các bạn. Đây lỏng đi, nó len nướng rồi bạn. Gỡ nó đập khô vậy các bạn. À, thử đi còn con nào? Thì để thử đi này mấy con à. Ăn cái cảm nhận làm sao nào có ăn nướng được không ấy. Ngon ngon gì đâu. Ơi quá rồi bác khía ai rồi miếng thịt son nữa mà ngay gì. Nhưng mà mình ăn dẻo lắm. Rồi mà sống mình bỏ mình nướng á. Ừ, trứng à. Cái dĩ này cũng nhiều nữa rồi. Còn ốc len nào? Chơi kỳ vậy? Chơi gì cũng được đó hả? Hiểu rồi ha. Hiểu tình cảm thầy trò nữa rồi đó. Từ từ mình chia sẻ mà phải đừng gấp. Từ từ phải bẻ thôi chứ. Từ từ. Ừ, đó. Thôi, con bên này đây. Nè, phải chân đi. Còn con đi. U la chào. Yeah. Nào, cái chín gạch xong. Chấm mặt quất ạ. Trước. Mấy con hàm này chín hết rồi. Rồi để cũng lâu rồi. Được bạn ơi, dạ. Còn đẩy ca kìa. Đẩy ca còn chấm kìa. Còn mình đẩy ca. Người đó anh ba. Nó chết rồi. Ừ. Em bắt lên đầu sống nướng cực kỳ ngọt hết mà. Rồi đi tới chợ thì nó cũng chuyển qua đá. Và cũng chuyển vài ngày, nó chất lượng nó bằng khi mình bắt lên liền. Đấy thấy rồi còn có len. Lấy ốc len ra. Đấy đấy. Dấu hàng hả? Con mới dùng vô á. Thôi mà. Két hạt luôn. Két luôn rồi, giả bộ hoài. Đập bự cái. Nó bị teo rồi, nướng đợi lâu quá. Thịt không là thấy không? Nóng, quất ạ. Ờ, đã. Chả không? Len này mới nướng mình đập thế mà ai. Rồi luôn, chín rồi đó. Ăn sao? Khoan thôi, để từ từ đập cái bẻ cho chị ăn ha. Nào giờ không biết ăn ốc len nướng làm sao nữa. Này miếng chăm nhiều mà khó lấy kỹ á. Đưa cái máy đập mấy hào á tao chứ lòng. Còn dính. Này, để bạn chó lùng mình chỉ mình ăn ngay. Là mình chỉ biết ăn. Mà nếu mình có một con một mà để bạn đó chỉ thì mình cũng không có gì ăn đâu. Thôi giờ mình ăn đại đi. Mình chấm rồi mình ăn đại đi ha. Nó dai mà sao nhiều không? Đúng là nó nhức nướng á. Nó dai nó ngọt không nhiều. Chứ con ốc còn nguyên con bự nữa. Mà mọi người ăn hàng nha mọi người ơi. Ê. Mấy càng là thịt khỏi chê luôn nè. Cho con hào chứ. Người Thanh cũng xin kết thúc clip này ở đây các bạn. Hành trình trăm ngày trăm đêm của anh em mình tạm ngày thứ nhất đi. Rồi vài ngày sau không có hành trình gì mới lạ mình sẽ làm cho các bạn xem. Tối nay có nữa, tối nay dân lấy cá là nướng luôn ngoài gần luôn. Rồi các bạn nào có lướt qua phải xem hãy đăng ký giùm mình nha.
để anh em có thêm động lực. Các bạn ơi thích chia sẻ mình. Rồi mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè bạn. Chào mọi người ạ. À. Đây là vậy. Chào mọi người. Đây là bảo. Tạm thời lấy nước con dội này cái đi. Đi. Nước con dội cắn lửa chết. Vừa ra vừa vừa nha chứ. Nhớ rồi. Mình có nhóm lửa thì mình sẽ tắt trước để cho chắc. Nhiều khi đi đâu đó quên sợ nó bén mình lum nó mất công lắm. Người thủ thế. Ở đây tôi có hành tím nè, đập dập, tỏi nè, đập dập luôn, lá chanh nè, sắc nhuyễn nữa hơn cũng được, tiêu đập dập, xả đập dập. Cái này quay cảnh xả đập dập luôn cho các bạn coi. Tôi cũng không hiểu sao khúc này vợ tôi lại xé nhuyễn ra làm chi không biết nữa. Thực ra đập dập là được rồi. Bỏ hành tím đi vô, tỏi, lá chanh, tiêu hột, này là hết là hột rồi, này là tiêu dập rồi, hạt nêm 3 muỗng, bột ngọt 1 xí thôi. Rồi vậy là các bạn đã có được một cái hỗn hợp để ướp gà rồi đó. Những cái hỗn hợp này thôi là tự nhiên cái tôi thèm thịt bò à. Đó, bây giờ là tiếp khúc này là ướp con gà, chi chét massage cho nó săn, cho nó thấm. Các bạn có thời gian nhiều á thì cứ ướp xong bỏ vô trong tủ lạnh ngăn mát tiếng, nửa tiếng, 1 tiếng, nó càng thấm nó càng ngon. Cái con gà này da nó vàng tự nhiên rồi, nhìn nó đẹp rồi. Công đoạn này là công đoạn lót muối đít nồi, cứ cho một lớp muối khoảng 1 kg, 1,5 kg thì tùy cái nồi. Chảy cho nó lắp hết cái đít nồi rồi cho con xả lên. Bây giờ là đậy nắp lại khoảng 45 phút. Đó, sau 45 phút, ơi đất ơi, cái món gà, ôi đất ơi, bạn nhìn nó thèm không chứ tôi thấy tôi chảy nước miếng rồi đó. Tôi lồng tiếng thôi, nãy tiếng tôi nó khô, giờ tiếng tôi nước nó ọc rồi. Da nó vàng đẹp ghê. Tiêu xay nhuyễn, miếng tiêu đập dập, cho chút lá quế vô. Mình không có lá é thì mình xài đại lá quế đi, nó cũng thơm lắm các bạn. Có được lá quế mà lá quế nhà trồng thì nó còn thơm hơn nữa. Lá quế ở chợ thì nó bớt thơm đi rồi. Đó, lá chanh nè, hồi nãy khúc đầu mà sắc nhuyễn cỡ này thì đẹp rồi. Khúc đầu sắc hơi to nhưng mà không sao, cũng có mùi chanh ra rồi. Thơm lắm cả nhà ơi. Đó, bây giờ cho lá chanh vô trong cái hỗn hợp muối hồi nãy nè. Cho thêm miếng ớt xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Nói chứ tiêu không cũng không có đủ độ cay đâu, phải ớt vô nữa mới đã. Bột ngọt, vợ tôi khoái bột ngọt lắm. Nãy ướp cũng bột ngọt, bây giờ muối cũng bột ngọt. Thế nào người ta cũng chửi cho coi, ăn bột ngọt nhiều không có tốt cho sức khỏe. Mà thôi kệ, lâu lâu mình ăn ít à chứ không có ăn nhiều. Giờ là dắt thêm miếng chanh vô nữa nè, 2 miếng chứ không phải 1 miếng nữa, rồi 3 miếng luôn. Rồi vợ tôi thích nước lỏng bỏng vậy đó, chấm nó mới đã. Vậy cũng chưa có đủ đô lắm đâu, nhưng mà tại tôi không cho dắt nữa đó, chứ theo cái nư là chắc cũng phải 4-5 miếng, nhưng mà vậy là nó vừa rồi. Chua quá nó làm mất đi cái vị của cái miếng thịt gà. Chua vừa vừa thôi, chua quá đâu còn cảm nhận được cái vị ngọt, cái độ ngọt của con gà nữa đâu.
Đó, cái khúc này giờ tôi xé miếng gà nè. Ồ, đã cơ cái đùi kìa, không có đỏ đâu nha, đã đỏ vậy chứ không phải còn sống đâu, nó chín rồi đó. Muốn rụt rã con gà luôn rồi, xé cỡ này mà sống gì nữa. Ồ, đã cơ quết một cái, dỗ cái đùi tôi đỏ lè luôn đó các bạn ơi. Dỗ đùi, dỗ đùi. Quá xá rồi, khúc này không bỏ vô miệng đi quay riết gì trời.